Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump nói đã thống nhất luật tranh luận và Harris bác bỏ. Ông Trump đơn phương tuyên bố rằng ông đã đạt thỏa thuận về quy tắc tắc mic trong cuộc tranh luận trên đài ABC trong ngày 10 tháng 9, nhưng bà Harris đã bác bỏ thông tin này. Ngày 27 tháng 8, cựu Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc tranh luận sẽ được tổ chức theo kiểu đứng và không được phép sử dụng giấy ghi chép hoặc phao. Ông cho biết đã nhận được đảm bảo từ đài ABC rằng buổi tranh luận sẽ được thực hiện công bằng và bình đẳng, với cả hai bên không được thông báo trước câu hỏi. Ông Trump cũng cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã đồng ý rằng cuộc tranh luận sẽ diễn ra với quy tắc tương tự như cuộc tranh luận trên CNN vào ngày 27 tháng 6. Trong đó, mic của ứng viên sẽ bị tắt khi người kia phát biểu và không có khán giả trong trường quay. Tuy nhiên, Trump đưa ra tuyên bố này mặc dù hai ngày trước đó ông đã đe dọa không tham gia sự kiện này vì cho rằng đài ABC có phần thiên vị bà Harris. Trong bài đăng mới nhất, ông Trump tiếp tục chỉ trích ABC là nhà đài xấu xa và bất công nhất trong ngành truyền hình, đồng thời cho biết bà Harris đã từ chối tranh luận vào ngày 4 tháng 9 trên đài Fox, nhưng ông vẫn để trống lịch nếu bà ấy thay đổi ý định. Đài ABC chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Trump, trong khi chiến dịch của bà Harris đã bác bỏ thông tin rằng hai bên đã nhất trí về quy tắc tắt mic. Một quan chức chiến dịch của bà Harris cho biết vấn đề này vẫn đang được thảo luận với đài ABC và chưa có sự thống nhất. Ủy ban của bà Harris cho rằng cả hai ứng viên đều đã bày tỏ thiện chí tranh luận với mic mở xuyên suốt, nhưng dường như ông Trump đang để cho những người quản lý của ông lấn lướt. Ông Trump đã liên tục bày tỏ sự không hài lòng về kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận và yêu cầu giữ nguyên quy định tắt mic luân phiên, không ai mang giấy ghi chép và không có khán giả. Trong khi đó, chiến dịch của bà Harris chỉ trích ông Trump vì tìm cách nấp sau nút tắt mic và cho rằng đội ngũ trợ lý của ông không tin tưởng vào khả năng của ông để thể hiện vai trò tổng thống trong 90 phút. Tranh cãi về luật tranh luận. Trước đó, nhiều người đã nghĩ cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 có nguy cơ bị hủy khi tranh cãi nổ ra giữa ông Trump và bà Harris về luật lệ lẫn tính công bằng của sự kiện. Chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump hai ngày qua liên tục bày tỏ không hài lòng về kế hoạch tổ chức cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống Kamala Harris trên đài truyền hình ABC, dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 9. Ủy ban tranh cử của bà Harris cũng đột ngột đề nghị đổi luật chơi, khiến tương lai cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên càng trở nên bấp bênh. Tranh cãi bắt đầu với tuyên bố của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social dọa bỏ tranh luận vì nghi vấn về tính khách quan và công bằng của đài ABC. Làm sao tôi có thể tranh luận với Harris trên đài truyền hình đó được? Ông đang thông điệp vào đêm ngày 25 tháng 8. Ông thậm chí gọi đài này là ABC Fake News, cáo buộc khán giả và người dẫn chương trình của đài là hội ghét Trump. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ABC News có rất nhiều câu hỏi cần trả lời và hãy chờ xem về tương lai cuộc tranh luận. Sáng ngày 26 tháng 8, Brian Fallon, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris, bất ngờ đề nghị đài ABC thay đổi quy định thâu tiếng cả hai ứng viên xuyên suốt buổi tranh luận thay vì tắt mic luân phiên khi một trong hai người phát biểu. Hình thức mic nóng này được xem là con dao hai lưỡi trong tranh luận tổng thống, khi có thể thu lại những bình luận ngoài dự tính từ các ứng viên, dẫn đến tác động khó lường. Đối thủ khi không bị tắt mic cũng có thể chen ngang, ngắt lời, cản trở người đang phát biểu. Phó Tổng thống Harris sẵn sàng hóa giải mọi lời nói dối trá lẫn chiêu trò ngắt lời từ ông Trump. Ông ấy cần ngừng chiến thuật nấp sau nút tắt mic, Fallon nói. Ông Trump gây lo âu vì phản ứng hỗn loạn trước sóng Harris. Nhiều người ủng hộ đang lo ngại về khả năng lãnh đạo của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông thường xuyên mất kiểm soát trước sự nổi lên của bà Harris. Một số người ủng hộ ông Trump cũng đang tự đặt ra câu hỏi từng khiến Joe Biden phải rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Liệu cựu Tổng thống có phù hợp với vai trò lãnh đạo đất nước không? Khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump liên tục có những phát ngôn hỗn loạn, rời rạc, thậm chí đôi khi không chính xác tại các sự kiện vận động tranh cử khắp nước Mỹ. Thay vì tập trung vào các chính sách mà mình muốn thúc đẩy, ông lại dành quá nhiều thời gian và công sức để công kích đối thủ. Mặc dù những phát ngôn kiểu này không phải là mới đối với cả người ủng hộ lẫn người phản đối ông Trump, nhưng mối lo ngại đã gia tăng khi cựu tổng thống phải đối mặt với một đối thủ mới, Phó Tổng thống Kamala Harris, người đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông Trump càng trở nên giận dữ khi lợi thế thăm dò dư luận của ông so với Tổng thống Biden biến mất trước Harris.
Chiến thuật chế giễu thay vì tranh luận của ứng viên đảng Dân Chủ dường như chỉ khiến ông Trump thêm giận dữ, theo đánh giá của các quan sát viên. Kể từ khi Harris trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, ông Trump liên tục bị chỉ trích vì những cuộc tấn công cá nhân nhắm vào bà, như chế giễu tiếng cười của bà giống như một kẻ điên. Ông còn gọi Harris là ngu ngốc và nói với đài CBS rằng ông không có ý xúc phạm, đó chỉ là sự thật. Tôi không nghĩ bà ấy thông minh, đó là cảm nhận của tôi. Ý tôi là tôi nghĩ điều đó đúng. Tôi nghĩ tôi là người rất thông minh và nhiều người cũng nói vậy, ông Trump cho biết. Mặc dù ông Trump còn đặc biệt bị ám ảnh bởi quy mô đám đông tại các cuộc vận động tranh cử của Harris, khiến ông bị chế giễu khi tuyên bố sai rằng Phó Tổng thống đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giả mạo số lượng người tham gia. Khi không lo lắng về quy mô đám đông, ông Trump lại công kích ngoại hình của Harris. Sau khi bà xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time, ông so sánh bà với vợ mình và sau đó là với chính ông. Tôi ưa nhìn hơn Kamala, ông tuyên bố trước hàng ngàn khán giả. Trong những tháng gần đây, ông Trump đã nỗ lực thu hút cử tri da màu để giành lợi thế tại các bang chiến trường quan trọng. Tuy nhiên, ông lại tự làm mất cơ hội khi đặt câu hỏi liệu Harris có thực sự là người da đen không trong một cuộc phỏng vấn tại Hiệp hội các nhà báo da màu quốc gia, khiến khán phòng ngỡ ngàng. Bà ấy luôn có gốc gác Ấn Độ và chỉ quảng bá mình là người gốc Ấn. Ông nói, tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến tận vài năm trước khi bà ấy đột nhiên thành người da đen và giờ bà ấy muốn được nhận biết là người da đen. Phó Tổng thống Harris có mẹ gốc Ấn Độ và cha đến từ Jamaica. Bà tự nhận mình là người da đen và tự hào về di sản Ấn Độ của mình. Ông Trump cũng tuyên bố rằng ông là tổng thống tốt nhất cho người Mỹ da đen kể từ thời Abraham Lincoln. Ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái với cách ông công kích cá nhân người khác. John Long, người đã cùng chồng từ New York đến Pennsylvania để xem ông Trump, phát biểu 2 tuần trước, cho biết bà ước rằng ông Trump sẽ ngừng nói về ngoại hình của Harris. Các lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng có chung mối lo ngại. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã khẩn thiết kêu gọi ông Trump tập trung vào các vấn đề có lợi cho ông như kinh tế và quản lý biên giới. Chính sách của ông ấy tốt cho nước Mỹ và nếu có một cuộc tranh luận về chính sách, ông ấy sẽ thắng, Graham nói, nhưng cảnh báo rằng nếu ông Trump tiếp tục các cuộc công kích cá nhân và tập trung vào những vấn đề không liên quan, ông có thể thua cuộc bầu cử năm nay. Nikki Haley, cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa, người từng chỉ trích ông Trump là không đủ tiêu chuẩn cho vị trí này, trước khi quay sang ủng hộ ông, cho biết ông Trump sẽ không thể thắng nếu cứ nói về chủng tộc của Kamala Harris hoặc gọi bà là ngu ngốc. Kevin McCarthy, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa, cho rằng ông Trump nên ngừng biến cuộc đua thành một vấn đề cá nhân và ngừng đặt câu hỏi về quy mô đám đông của phó tổng thống. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn không thay đổi. Cựu tổng thống nói với các phóng viên rằng ông rất tức giận với Harris vì bà đã gọi ông là người dị hợm, và cho rằng ông có quyền công kích cá nhân đối thủ vì tức giận trước những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tất cả những điều này khác xa với cách ông Trump thể hiện sau khi giành ưu thế trong cuộc tranh luận với Biden hồi tháng 6, khi ông đã lắng nghe các cố vấn và kiềm chế những cuộc công kích cá nhân để dư luận đặt câu hỏi về năng lực của đương kim tổng thống. Vụ ám sát hụt ông Trump ở Pennsylvania hồi tháng 7 đã tăng cường đáng kể vị thế của ông. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump chiếm ưu thế, và đội ngũ cố vấn của ông đã công khai bày tỏ sự phấn khởi về khả năng ông giành chiến thắng áp đảo vào tháng 11. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!